2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và 4 túi ni lông chứa tổng cộng 101 viên nén màu tím, vàng, hồng này đều là ma túy. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Công an thành phố Đồng Xoài cho biết đang tạm giữ Lê Thanh Huy và Dương Gia Đỉnh cùng 21 tuổi ngụ ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Công an phường Tân Xuân bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở phường Tân Xuân do Lê Thanh Huy thuê ở. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài Huy, lực lượng Công an còn phát hiện có Đỉnh đang ở trong nhà. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, 4 túi ni lông chứa tổng cộng 101 viên nén màu tím, vàng, hồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện một cân điện tử và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng một số vật chứng có liên quan. Huy và Đỉnh khai nhận số tinh thể màu trắng và các viên nén đều là ma túy do Huy mua được trước đó về đưa cho Đỉnh cất giấu trong phòng ngủ với mục đích để bán cho người khác kiếm tiền lời. Qua xét nghiệm nhanh, cả Huy và Đỉnh đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ.